Trải qua một năm khó khăn song với mong muốn người lao động yên tâm gắn bó, một doanh nghiệp có lượng lớn lao động ở Bình Dương đã quyết định chi thưởng Tết, đồng thời tặng vàng cho công nhân có thâm niên. Vào ngày 15 tháng 12, Ban chấp hành công đoàn của công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha Fest Aten Việt Nam, khu công nghiệp v thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, dù trải qua một năm với nhiều khó khăn, nhưng vì muốn công nhân yên tâm gắn bó, công ty quyết định thưởng Tết, doanh nghiệp này có hơn 4.300 lao động. Đại diện công ty cho biết, người lao động đạt bình quân 9 triệu đồng một người một tháng. Tết Nguyên đán giáp thìn năm 2024, công ty thưởng Tết cho tất cả người lao động, trong đó có tiền thưởng lương tháng 13 tương đương một tháng lương cơ bản thực nhận của người lao động. Đặc biệt, ban giám đốc của công ty đã quyết định tặng quà tri ân 24 người lao động có thâm niên 15 năm làm việc gắn bó với công ty, mỗi phần quà gồm một chỉ vàng, một thư cảm ơn và hoa. Theo kế hoạch, công ty này sẽ tuyển dụng mới hơn 200 người lao động để mở rộng sản xuất. Đại diện Liên đoàn Lao động của tỉnh Bình Dương cho biết để giúp công nhân có hoàn cảnh khó khăn được về quê ăn Tết với gia đình, không để ai bị bỏ lại phía sau, năm nay Bình Dương sẽ trích từ nguồn kinh phí công đoàn của tỉnh để tặng 1.000 vé tàu cho công nhân ở các tỉnh miền Bắc. Công nhân quê từ các tỉnh miền Trung trở vào sẽ được tặng vé xe miễn phí.